Mừng cho cô dâu tôi rể nè, cô dâu nhà ông đây phải không? Dạ. Em nghĩ vậy là em bên Campuchia về luôn đó. Nhà em sống bên Campuchia bao lâu rồi? 2 năm rồi, bây giờ về đây. Rồi đây là chú rể nè, chú rể trẻ này. Em làm sao em quen được cô dâu mà tới tận nơi xa xôi mà nghèo khổ này vậy? Thằng này sao nó vô duyên dễ sợ luôn á. Về đây thì thấy nhà cô dâu vậy rồi có ngại ngùng gì không? Dạ không, em chẳng vô tư. Không vô tư gì hả? Quan trọng là tình cảm của mình thôi. Dạ đúng rồi, quan trọng cái tình của em gửi đây, trái tim em gửi tại đây nên em đến đây em không có ngại gì hết. Em ở quận mấy Sài Gòn? Em ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân Sài Gòn. Ông à, xa xôi xuống đây rước dâu trong một khu nghèo khổ Việt Kiều Campuchia. Một cái dịp mà phải là rất may mà tôi chứng kiến được cái phải là cái cảnh mà rước dâu như thế này. Thì bây giờ là trước khi mà rời bỏ cái khu mà gọi là nghèo khổ như thế này thì cô dâu cảm nghĩ như thế nào? Dạ cảm ơn, không có nghĩ thế nào.